áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của Việt Sách, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Các con thân mến, chúng ta đang cùng nhau đi tìm hiểu các bài học thuộc chủ đề 12, Trung Thu. Và ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ tìm hiểu bài số 2 của chủ đề 12. Bài số 2, chúng mình sẽ tìm hiểu về hai vần là vần ong và vần ông. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang 112 để cùng cô tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Trước tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đến với hoạt động khởi động. Các con hãy quan sát cho cô bức tranh trên màn hình và trả lời cho cô câu hỏi. Trong bức tranh này, các bạn nhỏ đang làm gì? Và trong bức tranh thì có những đồ vật gì nhé? Ở đây, các con thấy. Ở đây là khung cảnh các bạn nhỏ đang vui chơi. Ở góc bên này là một chiếc bàn có bày mâm cỗ Trung Thu. Ở trên bàn đang bày một mâm cỗ Trung Thu. Có một đĩa bánh Trung Thu, một đĩa hoa quả và một mâm ngũ quả. Trong mâm ngũ quả này có rất nhiều các loại quả khác nhau như bưởi, na, xoài, hồng và chuối. Bên này thì bạn nhỏ đang chơi trò lắc vòng. Còn hai bạn nam này thì đang rước đèn. Một bạn thì cầm chiếc đèn ông sao hình con ong. Còn một bạn thì cầm chiếc đèn hình trong chóng. Ở phía xa là một ngôi nhà. Trước cửa ngôi nhà có một khóm hồng và treo hai chiếc đèn lồng ở trước cửa. Vậy, từ việc quan sát bức tranh, cô trò chúng mình sẽ có các từ trong chóng, con ong, quả hồng và lắc vòng. Ở đây, các con thấy rằng các tiếng có chứa vần ong trong các từ ngữ này đó là tiếng trong, tiếng chóng, tiếng ong và tiếng vòng. Còn tiếng có chứa vần ong đó là tiếng hồng các con ạ. Vần ong và vần ông là hai vần mà ngày hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu. Cô mời các con quan sát lên màn hình. Cô giới thiệu với các con vần ong và vần ông. Vần ong gồm âm o đứng trước, âm ng đứng sau. Đánh vần như sau: o ng ong, ong. O ng ong, ong. Vần ông gồm âm ô đứng trước, âm ng đứng sau. Cô đánh vần ô ng ông, ông. Ô ng ông, ông. Ong, ông. Bây giờ các con hãy cùng cô chuyển sang hoạt động tiếp theo. Các con quan sát và cho cô biết đây là đồ vật gì? À, quan sát chúng ta có thể thấy được đây là cái trong chóng. Cô có từ trong chóng. Trong từ trong chóng, cả hai tiếng này thì đều có chứa vần ong. Nhưng cô sử dụng tiếng trống để chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc nhé. Tiếng trống gồm âm chờ đứng trước, vần ong đứng sau, thanh sắc trên đầu âm o. Cô đánh vần chờ ong trong sắc trống, trống. Cô đánh vần lại nhé. Chờ ong trong sắc trống, trống. Trong trống, hình ảnh số 2. Cô đố các con biết đây là đồ vật gì? À đúng rồi. Đây là cái đèn lồng các con ạ. Vậy cô có cụm từ đèn lồng. Cô có từ đèn lồng. Trong từ đèn lồng, tiếng lồng chứa vần ông chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu. Tiếng lồng gồm âm L đứng trước, vần ông đứng sau, thanh huyền trên đầu âm ô. Cô đánh vần L ông lông huyền lồng, lồng. L ông lông huyền lồng, lồng. Đèn lồng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại các vần và các tiếng và các từ ngữ chúng ta vừa luyện đọc. O ng ong, ong. Chờ ong trong, trong. Chờ ong trong sắc trống, trống. Trong trống. O ng ông, ông. Đờ en đen huyền đèn, đèn. Lờ ông lông huyền lồng, lồng. Đèn lồng. Ong, trong trống. Ông. Đèn lồng. Tiếp theo, cô trò chúng mình sẽ chuyển sang hoạt động luyện đọc mở rộng. Ở đây, cô có các tiếng. Ở đây, từ việc quan sát bức tranh này, chúng ta thấy trên bầu trời là một ông trăng đang soi bóng. Hình ảnh thứ hai, các con thấy đấy, chiếc đèn hình ông sao.
bên ngoài của nó có một vòng tròn màu xanh. Ở bên này là một dòng sông, và ở đây là một khóm hồng với rất nhiều những bông hồng đỏ rực đang nở rộ. Vậy, từ việc quan sát các bức tranh này, cô sẽ có các từ bóng trăng, vòng tròn, bông hồng, dòng sông. Bây giờ trong các từ này, các con hãy chỉ ra cho cô các tiếng có chứa vần ong và vần ông nhé. Ở đây các tiếng có chứa vần ong, cô sẽ có từ bóng, tiếng vòng và tiếng dòng. Còn các tiếng chứa vần ông, cô sẽ có tiếng bông, tiếng hồng và tiếng sông các con ạ. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc nhé. Bờ ong bong sắc bóng, bóng. Trờ ăn trăng, trăng, bóng, trăng. Vờ ong vong huyền vòng, vòng. Trờ on tròn huyền tròn, tròn, vòng tròn. Bờ ông bông, bông. Hờ ông hông huyền hồng, hồng, bông, hồng. Giờ ong rong huyền dòng, dòng. Sờ ông sông, sông, dòng, sông. Bây giờ cô đọc lại nhé. Bóng trăng, vòng tròn. Bông hồng, dòng sông. Bây giờ các con hãy suy nghĩ và đặt câu với các từ mà chúng ta vừa cùng nhau luyện đọc. Ở đây cô đưa ra một số câu văn để các con tham khảo. Các con có thể tham khảo một số câu văn cô đưa ra như sau. Bóng trăng sáng vàng bạc. Ở đây cô đã sử dụng từ bóng trăng để đặt câu. Câu số 2. Chiếc đèn lồng có vòng tròn màu xanh bao quanh ngôi sao. Ở đây, cô đã sử dụng từ vòng tròn để đặt câu. Bông hồng rất thơm. Cô sử dụng từ bông hồng để đặt câu. Và cuối cùng, dòng sông xanh mát. Cô sử dụng từ dòng sông để đặt câu. Vậy là các từ bóng trăng, vòng tròn, bông hồng và dòng sông đã được cô sử dụng để đặt các câu văn. Vậy tương tự như cô đã làm, các con hãy suy nghĩ để tạo ra các câu văn hay và phong phú hơn của cô nhé. Tiếp tục nhiệm vụ cho các con hãy suy nghĩ và liệt kê cho cô các từ ngữ có tiếng chứa vần ong và vần ông và các con biết nhé. Ở đây cô đưa ra như sau, với vần ong cô sẽ có các từ mong chờ, sóng xô, bong bóng và lạnh cóng. Ở đây tiếng mong, tiếng sóng, tiếng mong, tiếng bóng và tiếng cóng là các tiếng có chứa vần ong. Với vần ông, cô sẽ có các từ con công, ông trăng, cái trống và cá bống. Thì từ công thì tiếng công, tiếng ông, tiếng trống và tiếng bống là các tiếng có chứa vần ông. Bây giờ, với từ bong bóng, cô có câu văn như sau. Mẹ mới mua cho em món đồ chơi có thể thổi ra những quả bong bóng rất xinh. Với tiếp theo, với từ con công, cô có câu. Con công xòe đuôi trông thật là đẹp. Như các cô đã làm, các con hãy suy nghĩ để tìm các từ ngữ chứa tiếng có vần ong và vần ông. Sau đó đặt câu với các từ ngữ mà chúng mình đã tìm được. Tiếp theo, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc đoạn văn ứng dụng. Bây giờ, cô mời các con, chúng ta sẽ cùng cô luyện đọc đoạn văn này trước nhé. Bây giờ, cô mời các con lắng nghe cô đọc mẫu. Vừa hết tháng 7, phố bán đồ chơi đã treo đầy các thứ mặt nạ. Trống con, đèn ông sao, đèn con ong, đèn con công, tất cả đều rực rỡ. Các con vừa lắng nghe cô đọc mẫu rồi. Vậy bây giờ các con hãy cho cô biết trong đoạn văn này có tất cả là mấy câu? Ở đây, trong đoạn văn này có 2 câu. Câu số 1. Vừa hết tháng 7, phố bán đồ chơi đã treo đầy các thứ mặt nạ. Trống con, đèn ông sao, đèn con ong, đèn con công. Và câu 2. Tất cả đều rực rỡ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm và gạch chân cho cô các tiếng có chứa vần ong và vần ông có trong đoạn văn này. Bây giờ chúng ta sẽ xét từng câu một. Ở trong câu văn số 1,
Các con thấy, chúng ta sẽ có tiếng trống chứa vần ông. Tiếng ông chứa vần ông. Tiếng ong chứa vần ong. Tiếng tông chứa vần ông. Đây là các tiếng có chứa vần ong và vần ông và chúng ta đang tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc các tiếng này. Chờ ông trông sắc trống, trống. Ô ngờ ông, ông. O ngờ ong, ong. Cờ ông công, công. Trống. Ông. Ong. Công. Luyện đọc các từ khó rồi. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc thành tiếng đoạn văn này nhé. Vừa hết tháng 7, phố bán đồ chơi đã treo đầy các thứ mặt nạ. Trống con, đèn ông sao, đèn con ong, đèn con công. Tất cả đều rực rỡ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của đoạn văn này. Câu hỏi số 1 cô dành cho các con. Những đồ chơi nào được bày bán? Các con hãy dựa vào câu văn số 1. Dựa vào câu văn số 1, các con thấy rằng phố bán đồ chơi đã treo đầy các thứ mặt nạ, chấm con, đèn ông sao, đèn con ong và đèn con công. Và đây cũng chính là những món đồ chơi được bày bán. Vậy chúng ta sẽ trả lời như sau. Những đồ chơi được bày bán đó là mặt nạ, chấm con, đèn ông sao, đèn con ong và đèn con công. Câu hỏi số 2. Đồ chơi này được bày bán ở đâu? Vẫn dựa vào câu 1. Vừa hết tháng 7, phố bán đồ chơi. Vậy dựa vào chi tiết này chúng ta có thể trả lời được. Nơi bán đồ chơi chính là phố. Vậy ta trả lời như sau. Đồ chơi được bày bán ở phố. Vậy là với hai câu hỏi này, cô trò chúng mình đã tìm hiểu xong nội dung của đoạn văn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động cuối cùng của tiết học ngày hôm nay, hoạt động mở rộng. Trong hoạt động mở rộng, các con hãy quan sát các bạn nhỏ đang làm gì. À, các bạn nhỏ tay đều cầm đèn ông sao. Trong bóng nói thì bạn nhỏ nó cũng từ đèn ông sao. Các con thân mến, yêu cầu của hoạt động mở rộng ngày hôm nay đó là các con hãy cùng nhau hát, múa hoặc đọc các bài thơ về chủ đề Trung thu. Ở đây cô lấy ví dụ, các con có thể đọc một số bài đồng dao như ông rẳng, ông răng. Vậy bây giờ các con hãy cùng nhau đọc cho cô bài đồng dao ông rẳng, ông răng nhé. Các con thân mến, tiết học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các con hãy tìm hiểu và đọc cho cô bài đồng dao này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo của Vietsách. Khóa học Vietsách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietsách.